Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoàng Long Lào Cai là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, hình ảnh công ty gắn liền với thương hiệu nổi tiếng lợn đen bản địa. Sản phẩm đạt thương hiệu chất lượng cao năm 2014 và là sản phẩm thực phẩm tốt nhất ASEAN. Trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, chúng tôi đang hợp tác với tập đoàn FUSA của Hoa Kỳ để đưa các sản phẩm công nghệ cao về phục vụ ngành nông nghiệp Việt Nam với mục đích cùng các doanh nghiệp trong nước và bà con nông dân tiến đến một nền nông nghiệp sạch và bền vững. Hiện nay, chúng tôi đang nhập về Việt Nam các dòng sản phẩm phân hữu cơ vi sinh EMZ USA. Sắp tới, chúng tôi có kế hoạch sẽ nhập về nhiều dòng sản phẩm hữu cơ để phục vụ ngành trồng trọt. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoàng Long Lào Cai vừa đón nhận danh hiệu doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh Nông và Đại hội thi đua yêu nước ngành nông nghiệp lần thứ 4.